khi bạn có khiếu làm diễn viên hài nhưng bố mẹ bắt đi làm thợ ảnh và cái kết. Mới đây, một tài khoản TikTok đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một cô gái đang chụp ảnh tại cổng chơi Đà Lạt. Thế nhưng nhân vật chiếm hết spotlight ở đây lại chính là anh thợ chụp ảnh. Dù không để lộ giao diện nhưng anh vẫn khiến các chị em phát cuồng bởi sự tận tâm khi hướng dẫn cô gái vô cùng chi tiết, cũng như cách nói chuyện duyên dáng và hài hước làm các du khách xung quanh cười không nhạt được mồm. Rồi, đi sát vô tường luôn. Tường bên này này, đấy mà là tường. Rồi úp mặt vô tường. Đúng rồi, chống tay phải lên tường. Coi chân phải ra sau. Rồi, tay trái đưa ra sau mông. Ngã cái lưng ra sau, xế ngước cằm lên trời. Hóp bụng vô, sau lại đẩy cái bụng ra ngoài. Rồi nhìn máy đây, nhìn máy. Đúng rồi. Anh này mà ra ngoài rất nhiều người yêu. Đúng rồi. Rồi, đưa đầu vô tường. Ấy, đưa lưng vô tường. Đúng rồi, tay ra sau lưng. Coi chân trái lên tường. Hóp bụng vô, đẩy phụ kiện ra đi. Trời ơi, nhìn xuống cái vai ấy. Cười mỉm thôi. Ok. Rồi quay người lại lấy lưng đi. Hai chân chèo qua gương. Ê, hai tay đặt lên gương. Rồi đá chân phải ra sau, khép đầu gối vô. Thấp chân xuống xí. Quay góc mặt sang bên trái, ngước cằm lên trời. Nice. Chắc hẳn là hội chị em đang trông chờ kết quả sau pha chỉ dẫn cực kỳ có tâm này. Và chắc chắn là kết quả hẳn sẽ chất lượng đến mức có tầm cho mà xem. Mời đẹp! Chị em nào mà đi du lịch Đà Lạt thì book ngay anh thợ ảnh này nhá. Đảm bảo sẽ có ảnh đẹp mang về ngay. Còn bạn, bạn nghĩ sao về anh thợ chụp ảnh trong đoạn video? Comment ngay cho TV Chan được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Chan. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.